Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một số cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ bên dòng Rico. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người, anh chị em nào chưa biết, hướng dẫn cách cài, scan và in. Thì hôm nay mình chia sẻ có 3 cách scan cơ bản. Và những anh em nào chưa biết dùng máy Rico, thì hôm nay mình làm trực tiếp trên máy Rico 5002. Thì mọi người cùng lắng nghe, cùng chia sẻ theo đó nhé. Rồi, đầu tiên là cách đơn giản và dễ dàng nhất, không cần phải cài đặt gì cả, chỉ cần thao tác trên máy và lên máy tính lấy thôi. Cách này là cách dễ dàng nhất đối với những anh chị em nào mà gọi là không muốn cài đặt rắc rối, muốn nhanh gọn lẹ, thì mình chia sẻ cách đầu tiên. Đầu tiên mình vào bản scan nha. Đó. Trên này nó có cái thư mục là Store file, nhấp vào Store file ha. Trên này nó có cái hàng Store HDD, HDD Send và Store Media. Thì mình chọn Store HDD. Rồi, mình OK ha. Tên này, tên thì bạn nào muốn đặt tên thì đặt tên đây. File name, đổi tên. Trong này mình có thể đổi tên gì cũng được. Rồi mình giữ nguyên ha. Đổi tên mình đánh số thôi. Rồi, OK. Rồi, OK. Tiếp theo, nếu mà mình muốn cài đặt á. Cài đặt ở đây nó có những cái đặt gì thì vào scan setting này. Có cái original type này, nó có các thể loại ví dụ như là auto color, gray, share, scale, thì mình khuyên các bạn cứ để auto. À. Rồi mình để mình chọn qua resolution thì độ phân giải. Độ phân giải tùy thôi. Rồi mình để chọn 300 dB ha. Rồi chuyển qua scan size. Scan size thì mình khổ nào thì mình chọn khổ đó thôi. A4, A5. À, 5 A4 ngang dọc A3 các kiểu ha. Ở đây thì mình đưa về khổ bộ A4 chuẩn nhá. Đó. Rồi, xong. Rồi mình nhận OK ha. Rồi, tiếp theo làm gì? Tiếp theo là mình bỏ dữ liệu. Đây, dữ liệu hôm nay mình test hai tờ. Hai tờ tại sao mình chọn hai tờ? Bởi vì nó có kiểu là nếu như mình scan lên gương á thì tờ thứ hai, bắt đầu từ tờ thứ hai thì đi là mình phải bấm một cái phím thăng. Thì video này mình sẽ làm hai cách. Cách 1 là mình scan tên ADS nhé. Đây, mình bỏ giấy ADS. Rồi. Đấy, sau khi máy chạy xong. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là kiểm tra ở đâu? Kiểm tra lấy file ở đâu? Thì tí nữa mình sẽ vào hướng dẫn. Bây giờ mình chuyển qua cách thứ hai là mình scan tên gương. Cái clip này thì nhân tiện mình giới thiệu cho những người nào mới tập scan chưa biết, anh chị em công ty văn phòng nào mà chưa biết thì xin theo dõi cái clip này đầy đủ là mình sẽ biết. Rồi em đến cách thứ hai. Cách thứ hai là cũng là dùng hai tờ này nha. Bây giờ mình dùng ở gương. Ở gương thì có gì đặc biệt thì mình cứ lật lên lên. Mình muốn để chiều nào hay nào mới cài đặt chiều này rồi. Thì giờ mình cứ để theo chiều này nha. Thì đầu tiên mình cứ để theo như photo thôi. Vuông góc không đóng lại rồi mình cũng bấm start, bấm start như kiểu scan kia thôi. Rồi các bạn thấy không, nó hỏi trả lời này, vui lòng trong vòng 60 giây là mình cũng muốn tiếp theo tờ tiếp theo không, nếu mình muốn dừng lại thì bấm phím thăng. Đấy, mình muốn làm tờ thứ hai đúng không, lấy lên tờ thứ nhất, bỏ thứ nhất ra, mình lấy tờ thứ hai, bỏ dữ liệu thông tin tờ thứ hai vào, rồi đóng lại, mình tiếp tục bấm start. Đấy, hai pay không, rồi tiếp tục là 60 giây, mình cũng muốn tờ thứ ba không, đấy, và tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu tiếp tục. Nếu như đây là file scan mà dạng là file cứng không thể quét thế này được thì mình nên dùng ở dưới gương. OK, mình kết thúc bấm phím thăng, thăng đây. Rồi, đã xong. Vậy là xong cách đầu tiên của scan, nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng nhất. Và lấy scan này ở đâu? Rồi, bây giờ mình cùng triển khai nha. Trước mắt là muốn lấy file scan thì các bạn phải biết được cái dòng IP chạy vào cái máy photo là bao nhiêu. Thì mình muốn kiểm tra cái IP ở đâu? Đây clip này mình giới thiệu luôn để biết nó chạy ở
nó chạy ở nó làm sao mình có thể vào mình lấy được. Thì clip này mình giới thiệu đây, các bạn làm theo mình nhá. Rồi mình thoát ra ngoài, bấm bấm home, rồi mình chọn nút view tool counter, mình chọn viết tâm setting, rồi các bạn chọn interface setting. Đây cái hàng đầu tiên machine IP4 address này, các bạn có thể cái chỉ số IP này 192.168.1.200 này, các bạn nào chưa cài ấy, thì các bạn vào chỗ in đó. Chỗ in nó cũng được kiểm tra. Rồi mình nhớ cái số IP nào đúng không? Ok, bây giờ mình đi vào triển khai lấy cái file, hai cái file scan mình vừa rồi nhá. Rồi hồi nãy mình scan ngoài máy rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là đi lấy file về máy tính. Thì mình lấy file ở đâu? Nãy mình tìm được cái IP trên máy photo rồi, bây giờ mình gõ vào nhé. 192.168.1.200. Rồi, đây là cái giao diện của máy photo Ricoh trên máy tính nhá. Và cái nhiệm vụ của mình là tìm file ở đâu? Thì đây, có để ý có cái green dot top file này không? Rồi mình nhấp vào document. Mình nhấp mình chờ khoảng cỡ 20 đến 25 30 giây nhé. Lấy trên web nó khá là lâu một tí. Nhưng mà được cái nó nhanh. Rồi. Đây là hai cái file mà nãy mình scan ngoài máy đây. Cái file scan 02 là mình dùng trên ADF, còn file scan 03 là mình dùng ở dưới gương. Rồi mình lấy rồi, mình tích ô, mình tích vào cái ô này nè, là mình cần lấy ở đâu nè. Dù mình chọn scan 202 là trên ADF thì mình lấy ở đây, tích vào đây. Tích vào đây rồi, ok. Rồi mình chọn bấm vào cái ô này. Cái này mình chịu khó chờ nhá, đừng có vội vàng nhá. Đấy. Thì trên này nó hiện ra cái bảng này, mình cần lưu ý gì? Mình chỉ cần lưu hai điều. Một là mình cái định dạng file mình cần muốn tải về, nó lưu mặc định cho mình một PDF đây. Qua nó thích ảnh thì toàn ảnh đây. Ok. Rồi. Tiếp theo mình chọn download. Rồi. Ok. Rồi trên này nó hỏi mình lưu ở đâu, thì trong này mình đã để mặc định sẵn là ở download document ha, file tên con tên ba ha, thì start download. Rồi nhiệm vụ của mình là mở download lên nhìn file đúng không? Đây con tên ba đây. Rồi, ok file đúng chuẩn ha. Mình có thể tăng chỉ số DPI lên mong muốn ha, đây mình toàn 300 còn mờ mình toàn 600 đó, ha. Rồi ok, cách nhất đến đây là kết thúc ha. Rồi cách thứ hai mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là scan về folder ha, và cách thứ hai là mình dùng FPT ha. Thì đầu tiên muốn cài FPT thì bắt đầu mình tạo một cái folder để tên là scan ha, scan 234 gì đó ha. Ok cái tên này để tên gì cũng được nhé, miễn sao là trong quá trình dùng mình không có đổi tên. Rồi muốn tiếp theo mình tắt các cái ứng dụng mà mình cần phải tắt. Rồi mình vào chỗ tìm control panel, mình tìm window panel, rồi mình cũng tắt đưa về tắt cái từng lửa nhá. Đây mình chọn turn off này, nó đang turn on thì mình chọn tick vào ô này, ô này là ok ha. Đó là đầu tiên. Thứ hai mình kiểm tra cái IP của máy tính mình. Đây mình có thể vào cái ô này này, vào bên dưới một góc màn này không, biểu tượng cái máy tính này, chọn network, internet setting, chọn internet, chọn network and setting center, internet đây đi theo đây, thì con số IP của mình là 192.168.1.6, mình nhớ con số này nha. Rồi, ok tiếp theo nó là mình có một phần mềm trung gian để đưa file scan về máy tính. Thì hôm nay mình dùng Visa Server này. Đây mình cài ra. Ok, mình cài nó. Đâu?
Ok, rồi mình connect Còn nhớ nha, nó phải như này nha, localhost 14.1.4.7. Đây là cái chỉ số bắt buộc phần mềm nha. Từ lúc mình lỡ tay á, mình xóa, mình connect là không có được. Rồi connect. Tiếp theo vào chọn edit. Continue. Rồi trong này nó hiện một cái bảng này, mình chọn một cái tên mới. Đây, mình chọn Oscan. Đấy. Tiếp còn nhớ nhá, chữ hoa chứ thường mình phải nhớ nhá, không tí là mình vào trong cái thư mục máy photo là mình quên là nó không có về máy. Rồi mình chọn password. Password này có thể là để 1 2 3 4 5 tùy ý ha. Mình nhớ ha. Rồi mình chọn tích vào ô save folder. Rồi mình chọn add. Add mình tìm cái chỗ cái này mình tạo một cái thư mục ở trên máy download. Mình chọn document. Đây scan 234 đây. Ok. Rồi mình tích hết các cái ô này, right, delete, pen, create, delete. Click hết luôn. Rồi, ok. Vậy là xong. Nó hiện don't setting account setting đó, ok ha. Rồi mình ấn nó đi. Rồi cái nhiệm vụ tiếp theo là mình mở một trình duyệt web lên. Đấy, mình gõ cái IP của cách thứ nhất mà mình giới thiệu. Cũng như tương tự luôn để vào giao diện máy photo. Đây. Rồi mình vào giao diện của máy đây. Nhiệm vụ của mình bây giờ là không có vào đây nữa. Mình phải vào đăng nhập tài khoản của cái máy photo của các bạn. Rồi mình vào bên không có phải hay nào có login này. Rồi mình đăng nhập vào này thì thông thường nó là admin mà không mật khẩu nữa, vì cái máy có những máy có mật khẩu luôn. Rồi, mình đã đăng nhập vào đó. Administrator nào. Ok, tiếp theo mình chọn đi ship management. Facebook. Khi mà vào giao diện web là mình phải từ từ nhá. Rồi trên các cái thanh này mình còn add gì sao. Rồi mình chọn folder. Mình kéo xuống. Kéo chuột xuống hoặc lăn cho xuống. Rồi go to next. Rồi cái trong cái ô này mình đặt tên là có gì cũng được, ví dụ để scan nói mình là tên trong folder là 234 rồi, bây giờ mình có để 234 theo nó luôn rồi, scan 234 hai cái tên này là nó sẽ hiện ở trong máy ô tô, mình kéo xuống go to next. Rồi trong step 2 này mình thấy không, nó có đang đang hiện chế độ là SMB ở chế độ FPT, thì hôm nay mình làm là FPT, mình tích vào FPT. Ở trong cái bảng này thì mình chỉ cần quan tâm ở cái bảng một là server name. Server name là gì, là cái đường, là cái IP hồi nãy mình lưu á, là kiểm tra đây 192.168.1.6 đây. Rồi thì gõ vào 192.168.1.6. Rồi pass anh bỏ đi. Rồi sư login username là gì, là trong cái tên mà cái nãy mình tạo trong phần mềm Tia á. Tia này nó là tên scan này này. Đó, scan mình gõ vào ha. Chữ hoa chứ thường là mình phải giống trong phần mềm nha. Rồi phần password nãy mình để là 1, 2, 3, 4, 5. Nó là password 1, 2, 3, 4, 5. Rồi next thôi. Rồi, never ha. Rồi, ok. Rồi, đây là mình đã cài xong cái scan về folder ở trên máy tính. Bây giờ mình ra mình test nhá. Rồi, sau khi mình tạo thư mục trên máy tính rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình test coi nó có về không ha. Đấy, thì mình cũng tương tự như hồi nãy thôi, cũng như cách đầu tiên. Sau khi mình đã tạo thư mục rồi thì mình cũng cài đặt tương tự, bỏ tên ADS tùy mình. Giờ mình vào scan ha. Nhưng mà hồi nãy là thay vì mình chọn store HDD đúng không? Bây giờ mình không quan tâm với đó nữa, bây giờ mình chọn folder này. Đấy, scan này. Nó đang ví dụ đang ở email thì mình chọn folder. Đúng không? Mình chọn cái tên này, tên của mình là scan 24 này.
rồi setting theo cái ý mình mong muốn. Như hồi nãy mình đã chia sẻ cách thứ một tương tự rồi, bấm chữ ta thôi. Rồi nó đã quét xong rồi ha. Đây, khi mà nó quét xong nó hiện con số 100% thì chứng tỏ là nó đã về máy tính rồi ha. Vậy là đã thành công ha. Đó là cách thứ hai nha. Không dễ đúng không? Là cách thứ hai mình vào mình check file con đã về ha. Cái thử lần tôi biết ha. Rồi, sau khi mình test ngoài, bây giờ mình vào máy tính mình kiểm tra đã về chưa? Và mình về download document rồi scan 234. Cái file này mình vừa test này. Rồi đã thành công cái thứ hai ha. Rồi, cách thứ ba mình muốn chia sẻ cho mọi người biết hôm nay, đó là một cách nó cũng khá phức tạp hơn một tí, đó là scan email. Cái scan email này thì dành cho những công ty nào mà họ cần lưu email á, để đỡ về vào folder thì ok, thì hôm nay mình chia sẻ luôn cũng tương tự ha. Đầu tiên cái cách scan thì mình đã làm rồi, cái cách một cái hai rồi, bây giờ mình chia sẻ cách kết nối ha. Thì cái này là máy chung của Rico nhé, Rico nào giống nhau hết à. Rồi mình vào tiên vào YouTube. Đấy, YouTube thì mình vào chỗ làm system setting. Rồi, để mình quay camera xuống cho nó rõ, mọi người nhìn cho nó dễ. Rồi trên system setting thì mình quan tâm là gì? Đầu tiên mình tâm vào mình gõ vào chỗ là file strangler. À, mình interface setting chưa? Rồi đây là mình quan tâm cái chỗ số IP để kết nối được cái đồng mạng, thì đây mình gõ vào DNS confusion. Đây trong này các bạn ba cái thông số này này, DNS server 1, DNS server 2 và server 3 bắt buộc phải có nha. Thì các bạn kiểm tra cái thông số này 8888 này, DNS1 ai này ở trên máy tính, các bạn kiểm tra ở đâu thì tí mình làm hướng dẫn luôn. Ba cái thông số này làm sao để có cái này, nếu mà không có thông số này thì mình không thể scan email được nha. Và sau khi mình kiểm tra trên máy tính mà mình gõ ra cái thông số này để biết nó có đúng không, mình connect test nó, test nó phát, nếu nó báo là connect to server qua success tức là đã ok, đã thành công ha. Exit, tiếp tục của cách thứ hai luôn. Ok, đã success ha. Và cái thứ ba luôn. Đã set ok luôn. Thông thường nhiều người họ quên á, họ trên các clip chia sẻ khác thì mình thấy các anh chị em không có chia sẻ dòng thứ ba, tức là không để cái dòng thứ ba này, chỉ làm dòng thứ hai nhất, cũng đã kết nối thành công nhưng mà không dòng thứ ba là không thể scan email được. Đó, ok. Tiếp theo mình chọn qua ô file transfer nữa ha. Rồi bên ô này thì mình quan tâm đầu tiên là phải quan trọng nhất nhé, đó là SMTP server. Đây là một cái mail, gọi là mail của máy á, bên hệ thống máy á, mình bắt buộc phải cài đặt như thế. Đấy, bây giờ mình bắt buộc mình quan tâm này. Thông thường nó vào á, nếu như máy nó chưa cài nó sẽ hiện thế này này, 25 và off ha, hoặc là cái trên này chưa có cái mail gì ha. Thì bây giờ mình gõ y chang này ha, smtp.gmail.com. Đấy, và chọn on. Sau khi chọn y chang như máy mình đây như vậy, mình ấn connect test. Rồi, nếu nó báo là connect to server qua success là đã ok ha, là exit ha. Ok thoát ra. Rồi, hàng dưới luôn, quan tâm luôn. SMTP authentication luôn. Đây, trong này là cái mail, đây là cái mail mình cần. Mail mình cần để scan vào ha. Đây, thì hiện tại mình đang để cái mail của mình có thể change, thay đổi như mình mong muốn, cũng có ABC. Đấy, cái này gõ hơi lâu ha. Ok, dưới cũng ok luôn ha. Wow. Rồi, đây có một cái nữa là password. Cái password này mới là vấn đề quan trọng này, để scan được này. Có thể không có chữ chen này. Đó. Cái password này lấy ở đâu? Password này là lấy ở trên Google nhá các bạn. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cách lấy password là luôn. Nếu như không có password là không được. Rồi, mình tạm dừng ở đây.
mình chia sẻ cái cách mà lấy password đáng. Không password là các bạn không thể làm được. Rồi, mình tạm dừng. Rồi, cái này mình ngoài kia mình thao tác đến cái đoạn là mật khẩu. Thì cái mật khẩu đó là bắt buộc mình phải vào trên máy tính lấy nhá. Cái mật khẩu đó không phải mật khẩu của vào email đâu. Đó là mật khẩu ứng dụng. Mình muốn muốn tạo được mật khẩu ứng dụng thì mình phải lấy ở đây. Thì mình vào mail ha. Vào cái tài khoản của mình mail mình đăng ký trên máy ô tô ha. Rồi, mình chọn tài khoản ha. Tài khoản này. Rồi, trong cái tài khoản này này. Mình quan tâm về chỗ bảo mật này. Đấy. Mình kéo xuống mình còn chỗ xác minh hai bước này. Đấy. Rồi, mình kéo lên đây. Mình chọn mật khẩu ứng dụng đây. Mật khẩu ở đây chứ mật khẩu. Rồi, mình đang có một mật khẩu ứng dụng thì mình xóa đi. Ok, mình có để up lên bất kể một tên gì cũng được. Để tên là scan đi. Rồi mình tạo. Đây, chính là mật khẩu này. Mình phải lưu cái mật khẩu này nhá. Mình copy này. Mình vào Facebook ha. Mình vào Facebook đi. Rồi mình lưu ở đây mình in ra luôn. In ra để mà máy dùng luôn. Đấy. Rồi mình xong. Ok, đó, mình đã có mật khẩu rồi đấy. Bây giờ nhiệm vụ mình ra khai báo mật khẩu thôi. Rồi, đây là một bước quan trọng nhất của trong scan email nhé. Đó là mình đầu tiên mình đã gõ cái email của mình cần đưa về ha. Đấy. Rồi mình vào trên mật khẩu mình trên ha. Thì nãy mình đã tạo mật khẩu này. Đấy, cái mật khẩu nó là như thế đó, chứ không phải mật khẩu là mật khẩu email nhé. Cái mật khẩu này hầu như là các clip mình thấy chia sẻ thì hầu như là không có nhấn mạnh tới, nhưng mà đây là rất quan trọng nhất luôn. Không có mật khẩu này không bao giờ scan email được. Rồi mình gõ này, d, cái này gõ cẩn thận nhá, nó không có hiện lên được nên là nó khó. D Q B G Z B N D W E L I D U I N. Rồi, ok ha. Đó. Nó bắt gõ lại mình nữa. Mình gõ thôi. D Q B G Z N N V kép E L I D U I N. Rồi, ok. Đấy, nếu mà nó báo này là tín hiệu password nó không đúng, muốn gõ lại á. Rồi mình gõ lại thôi. Đấy. Password này nó nhỏ, nó khó quá, nên mình phải chịu khó. Rồi. D Q B G Z N Z B N D V kép E L Y dài D U I N. À, ok. Lại gọi lần nữa. D Q B G Z D N D V kép E L I D U I N. Ok. Đấy, sau khi gõ mật password lần thứ hai, khi nào nó đã ok chứng tỏ nó đã là nó không có báo lỗi nữa là mình ok ha. Rồi ok, tiếp theo là một số cái cũng không có quan trọng lắm, nó chỉ quan trọng hai cái này thôi, HTTP và SMTP thôi. Còn một cái nữa đây, admin address này này, các bạn có thể để email nào cũng được, nó thực ra nó chỉ một email hiện trong để gửi về thôi, email nào cũng được để theo ha. Ok.
Rồi, mắc size thì cứ cho lớn nhất 50 ha. Rồi. Có gì nữa không? Để mình kiểm tra gì không? Rồi, chọn on luôn, chọn on luôn ha. Chỗ auto space name chọn on luôn ha. Rồi, chọn 300 giây luôn. Ok. Rồi, cơ bản thôi, nó chỉ còn 3 chức năng bằng mình nhắc lại một lần nữa. Đầu tiên là DNS confusion này này, nó quan tâm chỉ số này. Ok. Tiếp theo là SM server này. Ok. Thứ hai là SM auto ten này. Đấy, vậy thôi. Đó là ba cái mà rất quan trọng nhất mà mình nhấn mạnh trong scan email. Các bạn lưu ý nhá. Còn mấy cái như là nghề thì mình có rồi, có không sao hết. Đấy, mình cứ thêm mấy cái email là không sao hết. Ok, mấy cái này chỉ là hình thức đó thôi. Rồi. Đây là bước cài đặt đã xong. Đúng không? Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là làm sao để mà mình scan về email. Thôi. Rồi, bây giờ mình chuyển qua tiếp theo ha, chuyển về máy tính, mình cài email rồi mình cài cài ha, mình exit đi. Đó. Bây giờ mình vào máy tính nhá. Rồi, sau khi mình khai báo các chức năng ngoài máy rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là đưa email để cho nó hiểu vào máy ha. Rồi, mình bắt đầu mình cũng vào tương tự hồi nãy thôi, cũng gõ IP để vào cái giao diện của máy. Rồi, mình cũng vào admin luôn. À, không chọn address book luôn. À, mình chọn add user luôn. Rồi chỗ này này, thay vì chọn folder mình chọn email ha. Rồi mình chọn scan gì đó cũng được, scan email luôn ha, tên thôi. Email. Rồi next. Đây, đây là cái email mà muốn muốn về mình đây. Mình đang tèo để cái mail của mình đây. Ok, next. Ok. Rồi đây. Đây là scan email mình đã để tên đây. Rồi, mình ra mình ngoài máy mình test nhé. Rồi bây giờ mình test thử xem coi file nó về email nha. Cũng tương tự thôi, các bạn lấy một số tờ giấy mẫu bỏ lên trên đó, bỏ trên. Rồi, mình bỏ chọn scan. Đấy, trong này nó hiện email folder thì mình đang đang làm email, chọn email. Chọn scan email mình là email mình đã tên email. Rồi mình cũng scan testing rồi là các kiểu nó y chang, scan size A4 nó ok thôi. Đấy. Rồi bây giờ mình bấm start thôi. Rồi, hiện tại nó đang là 99% đúng không? Mình chờ một tí. Nếu như nó là một hiện về 100% chứng tỏ là đã ok. Rồi, ok. Đã 100% tức là đã về rồi ha. Rồi, ok ha. Bây giờ mình vào mail mình check nhá. Cho một lần nữa cho chắc chắn ha. Rồi, bây giờ mình vào kiểm tra email ha. Rồi đây. Đấy, phải không? Đây là email mình được scan đây. Mình xem luôn này. Đấy. Ok ha, hai trang này ha. Rất đẹp ha. Rồi, phải không? Đây là cái tên này. Phải không? Tên này ra không còn, mình cài trong có thể không còn. Ok ha, để đã thành công rồi ha. Rồi, nhân tiện clip mình đang hướng dẫn các cái scan hiện tại thông dụng, bây giờ mình hướng dẫn qua thêm một clip hướng dẫn in nhé, thì nó cũng đơn giản lắm. Đầu tiên mình cứ vào trang Google này, mình đang cài máy gì thì mình cứ tìm kiếm driver máy đó thôi. Đầu tiên mình hiện tại mình đang dùng máy Rico 502 thì mình tìm driver 502. Nhân đây mình muốn giới thiệu cho anh chị em nào đang gặp một cái lỗi, đó là SC899, lỗi liên quan đến in của máy Zico, thì mình khắc phục luôn. Đây, mình vào driver của nó. Đây, thông thường á, thông thường luôn là cái driver đầu tiên, là driver thông dụng nhất
Nhưng mà cái driver này nó rất là hay xảy ra lỗi khi mà in, nó liên quan đến mấy cái một số cái không chữ nó đặc biệt, nó không có máy nó đọc được, hay là một số hình ảnh thì nó sẽ báo lỗi, nó không nhận cái hiểu cái file đó. Thì mình dùng cái điều khiển đầu tiên này nó hay bị lỗi. Đây mình khắc phục bằng cách gì, đó mình chọn cái kiểu này này, kiểu cuối cùng, kiểu này là kiểu cái hạn sẽ hầu như là ít xảy ra cái lỗi 899. một. Cái lỗi này là lỗi do in. Rồi mình tải xuống ha. Bạn đang tải đây. Rồi, xong mình cài lên, mình unzip đi. Ok. Lưu trong tem OC tem mình tìm kiếm sau này. Rồi close. Rồi mình vào tìm con cho panel này. Rồi phần để ship em print này. Rồi mình add print này. Rồi mình đợi print what It's này. Phần add local print này. Rồi cái phần này thì mình còn mình tích vào đây, nếu như nó cái hàng IP của mình đã có sẵn rồi thì mình chọn luôn, còn chưa có sẵn thì mình chọn cái new port, còn Standard import. và mình next. Rồi ở đây mình gõ IP của cái máy của tôi đang có, cái này mình không gõ nữa, mình đã có rồi. Ok. Cần là mình vào chọn IP 200, ok không? Ừ. Rồi trong cái ô này bây giờ mình chọn, mình tìm kiếm cái file mình vừa đã tải về, Have a dip. Bro. Mình chọn C ha, C tem ha, đây là một B này ha, ha, đây là chọn, Ok. rồi đây mình chọn theo tùy máy ha, máy mình là 502, chọn 2422 ha, ok, bắt tên máy in tùy ý này, máy in Next ha. Instant. Rồi, Next ha. Rồi, mình in test luôn nè. Mình in test về. Ok Máy ra nữa. Rồi mình vào chọn print before ha. Mình đưa về khối A4. ha. Rồi, apply. Ok. Rồi, video của mình đến hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ gồm ba cái ứng dụng scan. Scan trực tiếp trên máy lên web lấy, scan email và scan folder, cũng như là giới thiệu thêm chia sẻ thêm về cách cài đặt máy in của Rico nói chung, hoặc là máy các loại máy thông dụng khác nói riêng, cơ bản là như thế. Thì clip bên đây thì có gì sai sót thì các bạn theo dõi thông cảm. Thì hẹn mọi người ở clip sau. Mình chia sẻ đến đây là kết thúc rồi. Có gì xin chào mọi người và hẹn gặp lại nha.